Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 1 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị trực tuyến với 15 huyện, thành phố để tổng kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, chủ trì hội nghị. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo tỉnh, năm 2022, các cấp các ngành đã có nhiều cố gắng trong tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong lĩnh vực phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Triển khai nhiều biện pháp kế hoạch công tác kéo giảm hầu hết các loại tội phạm, điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao, điều tra xử lý tội phạm không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tình hình nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh giảm so với năm 2021. Địa phương có số ca HIVS mới phát hiện và tỷ lệ mắc trên 100.000 dân cao, tập trung chủ yếu tại các huyện, thành phố như Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên, Kiên Hải. Qua công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng nhân dân cung cấp cho các lực lượng chức năng 830 tin báo liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý trên 2.000 đối tượng các loại. Đã triệt phá 9 băng nhóm tội phạm, bắt xử lý 130 đối tượng, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc đề án thí điểm điều trị các cơn cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng bằng thuốc CDMS giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Công tác cai nghiện ma túy tại cơ sở đa chức năng tỉnh và quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Trong năm đã tiếp nhận 560 lượt học viên cai nghiện, hiện đang quản lý tại cơ sở 427 học viên, đã tổ chức 8 lớp dạy nghề và truyền nghề cho 184 học viên cai nghiện. Duy trì 15 mô hình tư vấn hỗ trợ người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, kết hợp phòng ngừa lây nhiễm HIVS. Thường xuyên kiểm tra rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, dễ phát sinh hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật về mại dâm. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự trên một số lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp ở một số địa phương. Công tác phòng ngừa tội phạm, nhất là phòng ngừa xã hội, có mặt còn hạn chế. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từng lúc chưa được sâu rộng. Tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc còn xảy ra nhiều. Số người nghiện ma túy gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, quản lý đối tượng từ nơi khác đến địa phương có nơi chưa chặt chẽ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá tình hình kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống HIVS, ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Đánh giá vai trò trách nhiệm của các sở ngành, đoàn thể thành viên của ban chỉ đạo các cấp trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống HIVS, ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua. Đặc biệt đánh giá sự phối hợp giữa các ngành các cấp trong thực hiện các mặt công tác, những bất cập khó khăn vướng mắc, đồng thời cũng kiến nghị đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban ngành và địa phương.